chính thức thì chưa có. Rồi hôn giao tiếp gì? Dạ hôn thì có rồi. Ủa gì vậy? Ủa hôn là giao tiếp đó hả bạn? Có cái điều gì mình tối kỵ mình không thích ở người bạn trai không? À bị hối. Tại sao mà đều cái tối kỵ? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi mời em ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ em chào hai anh chị MC và chào các anh chị ở bên dưới. Dạ em tên là Minh Tu, 24 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại trung tâm Anh ngữ. Quê mình ở đâu Tú? Dạ quê thì ở Quảng Bình nhưng mà em sinh ra ở Biên Hòa, hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào em Quyền Linh và chị Cát Tường và 500 chị em khán giả. Em tên là Phạm Thành Bắc, hiện tại em làm trưởng phòng thiết kế ở công ty Game Mobit ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em thì ở Bắc Ninh ạ. Muốn vợ lắm chưa? Háo hức lắm rồi. Háo hức lắm dạ. Rồi hả? Rạo rực lắm rồi. Rạo rực cỡ nào rồi? Dạ đến đỉnh điểm rồi. Đang muốn đỉnh vợ lắm rồi. Dạ đỉnh điểm muốn vợ rồi đó. Mình đã trải qua mấy cái cuộc tình rồi? Dạ hiện tại thì mối tình chính thức thì chưa có, còn chưa chính thức thì dạng như là đi đi đâu? Giao tiếp với lại mấy bạn nữ thôi à. Chưa có chính thức, dạ. Tức là chưa có yêu đó hả? Dạ vâng ạ. Có hôn giao chưa? Tiếp gì? Dạ hôn thì có rồi mà. Ủa kỳ vậy? Ủa hôn là giao tiếp đó hả bạn? Có gọi là giao lưu hả? Dạ giao lưu hôn hôn xã giao hả bạn? Xã giao. Dạ nói chung là mối tình của em thì chỉ có thời học trò thôi ạ. Dạ từ năm em học lớp 5 thì cũng có. Lớp 5 yêu gì? Dạ thì bạn nữ nói thích em thì em cũng nói thích lại, xong rồi hai đứa mỗi sáng đạp xe với nhau đi học thì thôi. Trời ơi. Rồi lên năm lớp 5 mình quen yêu rồi mình có hôn xã giao luôn. Dạ không, có bạn nữ hôn em thôi. Trời ơi. Quỷ. Rồi thôi như không có mối tình nào đi. Dạ. Cái chuyện nó nhỏ lắm. Ủa mà nãy nói nhiêu năm nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 87, 29 tuổi rưỡi à. 29 tuổi rưỡi mà chưa có mối tình nào chính thức đàng hoàng hết hả? Dạ hiện tại thì chưa có ạ. Ủa là mình có bị gì không? Em chuẩn men chị ơi. Hả? Em chuẩn men chứ không có bị nửa vời. Dạ tại sao người ta 21, 22 người ta có tình yêu rồi. Mình tới 29 gần 30 mình chưa có tình yêu, mình phải xem lại xem một là mình khó quá. Dạ hai là mình có vấn đề gì đó ở một thế hệ nào đó. Ba là hình như là mình có một cái tật gì đó mà ta không thích. Mình có tìm ra nguyên nhân không? Lâu lâu em ngồi suy ngẫm. Ừ. Ngẫm sao? Nói tôi nghe. Ngẫm ra được có cái thể gì? Là do em ngại mở lời. Ngại dạ, mở lời. Dạ ngại cưa cẩm. Với lại cơ quan thì nó có cái là khan hiếm nữ giới. Nhưng mà không lẽ trên con đường đi về trong lúc giao tiếp bạn bè cũng phải có nữ, những nhiều cô xinh đẹp chứ. Dạ. Ví dụ trong hội trường này cũng nhiều cô xinh đẹp lắm chứ bộ. Có thích không? Thích cái đẹp không? Dạ tất nhiên ai cũng yêu cái đẹp ạ. Có khi nào chọc gái không? Chọc gái thì em chọc có văn hóa thôi chứ không có chọc người bà. Ai nói bạn chọc không có văn hóa đâu. Nhưng mà có chọc hay không để biết gì mình có là yêu phái nữ không á? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Còn mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình rồi. Quen từ hồi thi tốt nghiệp xong học đến năm cuối đại học. Trời ơi cũng lâu, 4 năm trời. Dạ. Tại sao chia tay? Chắc do em ra trường sao em làm nhiều quá, không chia sẻ với bạn nam nên. Vậy là lỗi do mình. Dạ. Quen mình phải dành thời gian cho nhau chứ đúng không? Dạ. Mình đã thật sự muốn tìm người để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ. Nếu được thì chắc khoảng 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa được em không phải chờ. Dạ được. Cưới thì có thể một ngày là cưới xong, mà ở với nhau thì cả đời, cho nên là mình cũng phải tìm hiểu. Bây giờ mình muốn tìm hiểu một cô gái như thế nào? Em không tìm một phụ nữ toàn diện mà em tìm một bạn cô duyên, cô tư và duyên dáng nè. Tóc dài hơn em. Cũng hài hước đấy chứ. Mình muốn tìm mẫu người bạn trai lý tưởng mình là người như thế nào? Dạ bạn trai không có nhậu nhẹt nhiều, không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có nhậu nhẹt hút thuốc có gia trưởng không em? Dạ tại em phải đi tiếp khách ấy à. Thì cái đó thì lâu lâu thôi à. Còn gia trưởng thì không, tại vì em sống tự lập không à. Không có ai đâu có làm gì được đâu gia trưởng. Biết đâu sống có người khác thì gia trưởng sao? Dạ không đâu anh. Có cái điều gì mình tối kỵ mình không thích ở người bạn trai không? À bị hối. Tại sao mà đều có tối kỵ? Hối bình thường mà làm gì tối kỵ? Hối có làm ta nghèo, hối có làm gì không mà tối kỵ? Bị hối nguyên đầu thì được anh, mà hối lẫn trởm thì không có đẹp. Chứ nếu mà muốn hối nguyên đầu thì cạo luôn. Lập luôn có gì đâu. Dạ cạo thì được. Được mà chị. Mọc không nổi đâu.
Thế nãy giờ bạn tưởng tượng là người bạn gái bên này như thế nào? Cái giọng nói của bạn ấy thì nghe em dịu, đúng tần số của em thích. Có đoán ra được ngoại hình không? Có thể là nhỏ nhắn, tầm 1m57. Nói chung là em suy nghĩ bạn ấy rất là nữ tính. Qua anh coi đàn gái thế nào nha. Xin chào. Cho em nhìn ké nha anh. Không có được. Từ từ. Thương. Cảm ơn anh. Em có thích là người đàn ông có thể lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ không? Dạ có, nhưng mà vừa phải thôi. Gặp ai cũng ga lăng thì phải xem lại. Hồi lúc chưa có người yêu thì gặp ai ga lăng đúng rồi. Dạ. Nhưng có người yêu thì ga lăng với người yêu thôi. Dạ đúng rồi. Được không? Dạ được. Bên đàn trai là phù hợp. Phù hợp lắm đấy. Đàn trai cũng may mắn được gặp đàn gái đấy. Cảm ơn. Chúc may mắn nha. Dạ. Dễ thương lắm. Dạ. Dạ ăn thua là rồi. Ý kiến người thân của mình như thế nào? Hôm nay mình có đi với ai không bạn? Dạ em có đi với chị gái và bạn thân. Dạ em chào chị Cát Tường. Rồi, chào anh Nguyên Linh. Sao thấy em rể tương lai mình được không? Dạ thấy bạn trai bên đây thì lanh quá, còn em gái của em thì rất là hiền, hậu đậu nữa, thì không biết là có phù hợp với cái bạn trai bên đây không. Tỏ Thành thì mong là bạn trai sẽ quan tâm thương yêu em gái của mình nhiều hơn. Tại vì từ nhỏ nó đã mất tình thương rất là nhiều, ba mẹ thì mất hết rồi ạ. Chia buồn điều đó nha. Dạ. Tôi nghe nói là chị là người đăng ký cho em gái mình tham gia chương trình này đúng không? Dạ đúng rồi chị Cát Tường. Chắc là chị gửi gắm vào đây rất là nhiều điều. Mình dạ. muốn nghe bạn trai nói một câu gì đó với người chị của bạn gái. Em nghĩ là em sẽ mang đến cho bạn ấy một cái tình cảm chân thành. Dạ. Hy vọng những lời nói của em sẽ thành sự thật. Dạ. Để cho hai trẻ gặp nhau xem thế nào nha. Kéo màn lên. Mình tặng bạn món quà nói chung là quý giá nhất đời mình. Thì, cảm ơn anh. Mong là sẽ được gặp nó nhiều lần hơn nữa. Và dài dài nhé. Dạ. Cái gì bạn mà quý giá nhất đời? À, bạn có mở quan trọng đâu, mở thôi có gì quý. Có thể mở à? Tôi cũng tò mò lắm á. Đúng rồi đó. Quý giá nhất đời luôn. Gì mà quý giá cả cuộc đời mình. Là gì? Con cừu à. Con cừu là sao quý giá cả cuộc đời? Chị chưa hiểu, em giải thích chị với, em hiểu không? Dạ không. Em cũng không hiểu. Anh giải thích giúp em với. Thích đi. Mỗi ngày em ngắm nó em sẽ liên tưởng đến anh. Ủa là sao? Biệt danh của anh là cừu à? À. À. Hả? Anh cừu. Biệt danh của em ở nhà là cừu. Nhưng cũng liên quan gì quý giá cuộc đời. Tưởng đâu ông thằng tặng cái thẻ ATM. Thẻ ATM thì tất nhiên sau này sẽ có à. Cảm ơn anh. Rồi, cảm nhận đầu tiên thế nào? Thì anh thấy em dễ thương. Cảm ơn anh. À, em có nét rất là giống chị. Nhìn hai chị em rất là giống nhau. Trời ơi. Em rất giống ba và cũng giống mẹ. À, thì qua những cái thông tin nãy anh nghe thì anh nghĩ là mẹ anh sẽ thích em. Nên là hy vọng là em chấp nhận anh. Dạ. Yeah. Làm gì hy vọng, chưa nói gì hy vọng. Phải thuyết phục làm sao yeah. cho bạn nữ an tâm để chứng minh mình là một người đàn ông có thể lo cho người phụ nữ được. Bắt đầu. Nếu mà hai chúng ta hẹn hò thì anh sẽ cố gắng phấn đấu cho vì anh, em và hai chúng mình. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chờ quên. Ngàn hoa trên cao, ngàn hoa lá lâm lênh đênh, nụ hôn tháng ngày cho anh rồi. Thầy nha, thầy dạ. hát hay đấy. Do là bạn nam bắt tầm cao bạn nữ là hát thôi. Được đấy. Thôi cái chuyện này mình tập sau đi. Bây giờ nếu lấy nhau về thì tiền bạc, kinh tế, quản lý như thế nào? Dạ thì như là vợ sẽ giữ ạ. Trong mỗi lần em chi tiêu thì em sẽ xin bạn ấy. Xin vợ hả? Với xin dễ bạn. Thương quá. Xin bạn vợ. Thì xin bạn, xin bạn của vợ hả? Bạn gái muốn có một cái buổi gặp mặt đầu tiên sau ngày hôm nay rất là lãng mạn, bạn sẽ tổ chức như thế nào? Tối nay thì em nghĩ là gió mát chân thanh, cho nên là hai đứa mình có thể đi ăn uống, cà phê, xong mình đi xem phim, xong anh chở em đi dạo công viên. Chưa lãng mạn, cái gì lãng mạn hơn ấy?
Em sẽ nấu một cái vài món ăn nhẹ, xong mời cô ấy đến ăn, đốt vài cái nến, rồi nói chuyện với nhau. Cũng chưa đặc biệt. Ấn tượng ví dụ bữa đó em nấu một món đặc biệt thôi, lẩu mắm xong đốt đèn cầy, ăn mắm xong cầu hôn, ví dụ vậy. Ấn tượng. Bây giờ nè, em cho em suy nghĩ 30 giây, em nói một câu nào đó thật là lãng mạn, coi như là cầu hôn của bạn ấy. Nào, từ từ đứng lên đi bạn. Cơ hội dành cho bạn đấy. Đến gần. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Phanh tay làm chi? Nào, hãy nhìn thẳng vào mắt bạn gái ấy để suy nghĩ mình sẽ nói gì. Nhìn thẳng mắt nha. Anh thấy rất là thích em. Em có chấp nhận tình cảm của anh không? Không có hỏi câu đó. Làm lại. Làm gì nào được thì thôi. Anh nhìn thấy em, mắt em rất là đẹp. Trong anh muốn nhìn thấy đôi mắt này hoài. Vậy nên là mong em bấm nút ha. Câu tới hoài là vỗ tay, tính vỗ tay rồi. Em cho bấm nút nghe vô, thích quá. Chúng ta sẽ nhớ mãi giây phút rồi nha. Suy nghĩ thật kỹ đó. Nha, đây này. Đó, tất cả mọi ý kiến từ nãy giờ đều là tham khảo thôi. Còn mình mới là người quyết định chính. Phải đưa ra chứng kiến của mình, chính lời lẽ trái tim của các bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đúng rồi. Tay đi các bạn. Rồi, tay bạn ấm hơn tay em. Đúng rồi. Hay. Một chàng trai chưa có mối tình nào hết. Và trong ngày trọng đại này, chàng trai thật tình đấy. Nhưng mà cũng phải sâu lắng hơn chút xíu. Có đôi khi người ta giỡn chơi đùa vui, nhưng mà lúc nào quan trọng hãy cần chứng minh tình yêu của mình. Yeah. Ha, tôi tin rằng bạn làm được điều đó. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox, 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Vừa xem phim chúng ta vừa có thể mua sắm thoải mái với thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản, 1.000.000 đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Rồi, gửi tặng hai bạn. Dạ, điểm mạnh em biết nấu ăn. Em cũng thích nấu ăn. Nhiều khi hay quên đồ. Đang gia đình như là anh Quỳnh Linh. Giống chị Cẩm Ly. Còn mong hạnh phúc sẽ mau đến với các bạn nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mang. Mời bạn Nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Sơ yếu lý lịch trên ngang, bắt đầu. Xin chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nữ. Em tên Nguyễn Hồng Thăng, em đến từ Đồng Nai. Hiện tại em đang là nhân viên lập trình tại Tân Bình. Bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi, rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, em tên là Cao Thị Mỹ Tâm ạ. Năm nay em 26 tuổi, em đến từ Gia Lai. Và hiện tại em đang làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm cho tổng đài chăm sóc khách hàng nước ngoài của Vinaphone ạ. Wow. Dạ. Những cô gái làm tổng đài giọng rất là dịu dàng. Rồi, mình giới thiệu một xíu về mình đi, những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, tính cách của em thì được bạn bè nhận xét là nữ tính 100% hay gọi là hơi bánh bèo một chút. Và em cũng thích nấu ăn và cũng hay thích đi chơi với bạn bè, du lịch. Rồi, còn những cái điểm chưa mạnh của mình? Nhiều khi là em còn hơi bướng bỉnh chút. Có nghĩa là hay nghe theo ý của mình chứ ít chịu nghe lời người khác. Và đôi khi là em cũng hơi khó tính, hơi kén ăn chút. Kén ăn hả? Cái đó không vấn đề gì. Bạn trai, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì không? Dạ, điểm mạnh em là em biết nấu ăn. Khuyết điểm em thì em nhiều khi hay quên đồ. Dạ. Dù nhờ em mà không nhắc em quên. Tình trường thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình mà cũng nghỉ quen lâu. Nghỉ bao lâu rồi? Khoảng năm, hơn năm. Tại sao nghỉ? Thấy không hợp.
không hợp, tính cách không hợp. Bạn nữ thì sao, mình coi như mối tình rồi? Ờ, thật ra thì em chưa có mối tình nào chính thức cả. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Wow, tại sao, mình kén quá hay là mình có vấn đề gì, mình còn nói khó tính hay về sao? Lý thì có lẽ là tại môi trường chị. Thời đi học cấp 3 thì em chỉ có lo học thôi. Rồi đến khi đi học đại học thì trong lớp lại toàn là nữ nhiều. Rồi đến khi đi làm thì môi trường tổng đài chị cũng biết là nữ nhiều hơn nam, cho nên nói chung cũng chưa gặp được ai hợp duyên á. Cũng không ai để ý mà không có tình đơn phương luôn, không ai thích mình không thích cũng, ai luôn. Cũng có người để ý nhưng mà người ta nói là duyên chưa đến, hay là người tốt chưa đến, người đến chưa tốt vậy đó. Cho nên chưa thành duyên với ai được ạ. Vậy là buồn không? À, mẹ em cũng nói nhiều lắm. Vậy giờ mình quyết chí tìm bạn trai nên tiến tới hôn nhân chưa? Nếu mà được thì em nghĩ là khoảng tầm 2018 em muốn cưới. 2018, khoảng 5 rưỡi 2 năm nữa. À, mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình muốn tìm là như thế nào? Em thích anh ấy là không cần phải quá đẹp trai, nhưng mà nhìn hiền, ưa nhìn, và anh ấy cao hơn em thì tốt ạ. Thì em thích nhỏ con. Và anh ấy có công việc ổn định. Em thích con trai chững chạc. Mình có cái chuẩn mẫu người như thế nào không? Hình mẫu lý tưởng thì có thể là người đàn ông đảm đang gia đình như là anh Quỳnh Linh. Rồi. Bây giờ bạn gái đưa ra cái tiêu chuẩn gì mình đáp ứng được hết không? Dạ cũng hầu hết. Hầu hết hầu có hết. Cái gì không được không? À, đẹp trai không đáp ứng được. Không cần đẹp trai lắm hả? Vậy nhìn vậy, thôi. Vậy đáp ứng. Vậy cũng hay 80-90%. Người lý tưởng trong mơ của bạn là như thế nào? Em thì thích người phụ nữ biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ. Cái này thì biết lo cho gia đình, với đừng có lười biếng quá. Phụ nữ ai lười biếng lắm bạn ơi. Dạ, cũng có, con chăm sóc bản thân mình chứ không biết quan tâm người khác. À, dạ. Có nhiều người phụ nữ em thấy vậy. Gặp rồi đó hả? Dạ. Vô ngoài ngoại hả? Hình thì dễ nhìn. Dễ thương, giống như ai? Giống chị Cẩm Ly. Vậy là bạn muốn thích người phụ nữ truyền thống đúng không? Dạ, hiền dạ. Hiền lành truyền thống là bên này bao luôn. Hả? Bây giờ nếu như dạ. mà mở màn lên nè, mà ưng bụng thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì theo bạn bên đấy, bạn nữ nói thì 28. Dạ thì em cũng nghĩ vậy. Ừ. Thế mình đã chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa? Thì chuẩn bị tiền đó chị. Có tiền là cưới rồi. Có tiền rồi. Dạ. Đẹp trai, mặt dạ. mày cao ráo, dễ nhìn. Không có lúng đồng tiền nữa. Dạ. Quá dữ luôn. Có tiền là được rồi. Có đồng tiền rồi, chưa chắc có tiền. Rất là dễ thương. À. Ồ, xin chào cô gái. Xinh xắn dễ thương. Sao mà 2018 thì nó hơi lâu chút nha. Thực ra là em tuổi ngựa. Mẹ em nói con gái tuổi ngựa là nên kết hôn trễ một chút, nên kết hôn sớm. Em tin vào phong thủy hả? Em hơi có tin một chút. Tin chút. Tin vào duyên số nữa. Dạ. Duyên số nữa. Chị có coi tuổi bạn trai luôn không? Ừ. Tuổi ngựa thì em nghe nói là hợp với 82 với 86 hay là 85. 82, 86, 85 đúng không bạn trai? À, không, em 89. 89 tuổi con gì? Dạ tuổi con rắn anh, kỹ tỵ. Vậy là cũng không hợp, không kỵ, không sao ạ. Em không thích điều gì ở bạn nam? Anh ấy nói chung chỉnh chu một chút là được rồi. Dạ. Và có thể là phải có trách nhiệm và biết giữ lời hứa. Giữ lời hứa. Dạ, đó mới quan trọng đúng không? Đúng rồi. Rồi, đừng mổ ra ông gia đình nữa ha. Dễ thôi, vừa qua anh kỹ cho. Chăm sóc vợ con ha. Dạ. Rồi giặt quần áo cho con cái, rồi lâu lâu rửa chén rồi thấy. Có, em có giặt cho cháu em. Vậy là được rồi, nữa giặt quần áo cho con cho vợ cũng được đúng không? Có sao đâu đúng không? Đúng rồi. Rồi, nhà gái mình hôm nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có các bạn của em ạ. À. Chào chị Cát Tường, anh Nguyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn. Anh cứ ngồi đi thôi. Em tên Trang, em là bạn thân từ nhỏ của Mỹ Tâm. Nhà dưới quê là cũng cạnh nhau luôn. Có thể nói Mỹ Tâm là một người rất là khéo tay và có nhiều tài lẻ, biết đan móc, đan len, thậm chí có thể tự đan mũ, đan áo và may quần áo cho mình. Wow. Tâm nấu ăn ngon nữa. Với lại nếu như bạn thích một người phụ nữ truyền thống là Tâm đáp ứng tiêu chuẩn. Còn Tâm ơi, bạn trai bên đây mình thấy là bạn ấy làm lập trình thiên về IT thì có vẻ là sẽ phù hợp đối với Tâm đó. Với lại bạn cũng dễ thương, nhìn bạn cũng chững chạc. Nên là hy vọng hai bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội thì có thể đến được với nhau. Quan trọng là có tiền đãi đám cưới rồi đó. Đúng rồi chị. Đúng rồi, cảm ơn bạn. Con trai đi với ai? Dạ, em đi với chị gái với các bạn đồng nghiệp. Chị ruột luôn hả? Dạ, ông chị họ. À, chị họ. Dạ, với rồi, các chào bạn chị. Đồng nghiệp. Xin chào chị Cát Tường với anh Quỳnh Linh. Vâng. Chào quý vị khán giả. Bạn gái bên đây thì khá là xinh xắn, dễ thương. Theo em nhìn thì rất là xứng đôi. Rồi, cảm ơn chị. Cơ bản là nhìn xứng đôi là được rồi.
Đó cũng chỉ là những ý kiến tham khảo của bạn bè, của người thân mình thôi. Và quan trọng nhất vẫn là cái cảm xúc của mình và cái quyết định của mình. Và bây giờ thì cho hai bạn gặp nhau đi ạ. Kéo màn. Vài phút ngắn ngủi chúng ta hãy tranh thủ thời gian. Cảm nhận của em về anh như thế nào? Nãy giờ em cũng không tưởng tượng, cho nên em gặp thế này thì em thấy anh cũng có nét chững chạc, mà áo sơ mi đúng kiểu em cũng khá thích. Vậy mà áo thun không chững chạc hả? Ấm giá vậy là tiêu rồi, không bữa nay thôi đó, bữa không có đâu, tao loãng không. Anh là thấy em cũng dễ thương. Dạ. Em thường thích đi đâu chơi? Em là tính cách khá là ham vui, cho nên em rất thích đi chơi với bạn bè, đi du lịch, đi tham gia hội tình nguyện, thiện nguyện á. Anh có thích đi như vậy không? Anh cũng thích đi du lịch, chưa có cơ hội đi nhiều. Anh có thích coi phim ma không? Không, anh thì phim thích coi phim ma luôn, hành động ma đua. Thật ra em là kiểu nữ tính nhưng mà em lại thích coi phim ma, phim kinh dị. Anh không có sợ ma. Coi không có sợ. Em cũng không có sợ. Giờ cái giọng cô này rất là hay. Đâu giờ kể một câu chuyện gì đó hay là một bài thơ gì đó đọc nó truyền cảm cho bạn. Kể chuyện ma nha. Bạn trai nghe. Tôi sợ ma đó. Dạ không ạ. Thật ra em hồi xưa đến giờ thì em cũng không có viết thơ, nhưng mà mới thời gian gần đây em mới có tự nhiên nổi hứng lên sáng tác một bài thơ. Thơ tự sáng tác luôn hả em? Dạ. Thế nên em sẽ đọc cho mọi người nghe bài này. Bài này em đặt tên là Lạnh Giao Mùa. Sài Gòn lạnh thật rồi ai ơi. Sáng thức dậy mặt trời đi ngủ mất, gió nghịch tóc làm em run bần bật. Giá có tay người em nắm sẽ không sao, đã ai bảo là mùa đông đến mau. Vô tình cho giấc ngủ em thêm mộng, để em thỏa thích choàng khăn len mũ ấm, tìm người thương cho bớt lạnh lúc giao mùa. Rất hay và rất truyền cảm. Bạn trai cảm nhận gì về bài thơ vừa rồi và giọng đọc vừa rồi? Dạ, bài thơ rất hay, giọng đọc rất là truyền cảm. Đi sâu vào tim. Cả hát gì lại, đáp ứng lại đi. Em hát dở. Anh có thích hát không? Em rất hay đi hát karaoke với bạn bè. Em được phong là thánh cầm mic luôn. Cái mic vàng. Không hát không hay nhưng mà được cái hay giật mic và hay giật remote để bấm bài. Đâu giờ em anh hát bài gì anh hát đi, rồi có gì em nhảy vô em giật luôn thử được. Đêm đăng tình yêu. Rồi. Chiều một mình trên phố năm xưa, lạc bước giữa đêm đông người. Giật mít đi em. Rồi một ngày em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười vai, ánh mắt đam mê, trái tim đôi. Không giật, quên lại. Giật mít liền em, giật mít liền. Không, cái này để hôn thuộc thì rồi. Em biết nhạc chứ mà lại hôn thuộc rồi. Bây giờ mình văn nghệ rồi ha. Dạ. Bây giờ mình cảm xúc một chút xíu. Bạn trai nói trước đi. Dạ, thì nhìn bạn nữ cũng khá dễ thương, vậy em cũng thích vậy. Dạ. Người ta nói là hôn nhân là cưới một người vợ đảm đang và lấy một người đàn ông có trách nhiệm. Em hy vọng là chúng ta có thể có cái tiền đề để đến được với nhau như vậy. Mình nói chuyện vui nãy giờ để chúng ta cảm nhận về sự gặp mặt ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta nhắm mắt lại, động lại những gì để xem con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không. Bởi vì đây là một chuyện hết sức là hệ trọng các bạn nha. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, xin mời. Rồi, nút bấm. Giật mình. Tưởng là bà không bấm chứ. Nút bấm nó không ăn. Cái anh kỹ thuật ảnh chơi bạn đấy. Muốn hồn hả? Dạ. Nút bấm nó không ăn. Thôi, bây giờ mình nắm tay cái đi. Hai bạn đồng ý nhấn nút rồi. Nắm tay nào. Bạn nam cảm nhận thế nào? Tay bạn nữ hơi lạnh. Hơi lạnh. Em sợ ấm. Đấy, nãy giống như bài thơ rồi đó. Đang cần cái ấm để lan tỏa mùa đông mà. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Vừa xem phim, vừa có thể mua sắm thoải mái với thẻ thanh toán quốc tế ECB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một bộ wrap và bao gối
cao cấp Bluetooth nhập khẩu từ Thái Lan gửi tặng hai bạn. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, xin mời các bạn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Mối Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Nhỏ thế này thì liệu có sản xuất em bé được không ạ? Nhỏ con thì mặc nhỏ con vẫn đẻ ra con bình thường. Không thích bệnh nữ có nhiều lông. Em nghĩ là con người thì chắc ai cũng có lông. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, mời bạn nam. Wow. Rồi, chào bạn. Dạ, chào. Ngồi đi rồi. Bạn. Rồi, rồi mời em gái giới thiệu. Kính chào khán giả trường quay. Chào chị Cát Tường, cùng chú Quyền Linh. Chào luôn bạn bên kia rào. Chào cả ekip quay hình bên trên. Tên em mẹ đặt Như Trinh, 25 tuổi vẫn bơ vơ một mình. Quê em Quảng Ngãi thân yêu, lại thêm hương quế đắm say lòng người. Nghề nghiệp đó là kỹ sư, chuyên về xử lý môi trường chúng ta. Hôm nay tham dự chương trình, mong là thoát ế, chọn đời bên anh. Đến đây xin phép được dừng, để bên kia được tỏ bày cùng nhau. Câu thơ để chào khán giả giới thiệu về mình ha. Bên đây. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại phiên trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Mạnh Tú ạ. Năm nay 27 tuổi. Dạ, em đến từ Đồng Nai, Biên Hòa. Đang làm nhân viên ngân hàng Agribank cũng tại Biên Hòa, Đồng Nai luôn ạ. Em nói chút xíu về cái ưu điểm của em và khuyết điểm của em đi Tú. Ưu điểm của em là thường cũng hay vui vẻ, hay tâm sự, tình cảm với mọi người. Nhược điểm của em thì em vẫn còn hay ham chơi, rồi em chưa được nghĩ xa nhiều. Nhà em hiện tại còn mỗi mẹ em thôi, ba em thì mất rồi, thì em cũng không phụ được mẹ nhiều nữa. Hy vọng rằng em sẽ tìm thêm một người nào đó để chúng ta sẽ bù đắp khuyết điểm đó ha. Dạ. Chăm sóc mẹ nhiều hơn. Thôi, mời bạn gái. Rồi, mời Trinh. Những ưu điểm của em là độc lập, thân thiện, siêng năng, em nấu ăn ngon. Ngoài ra thì em còn biết chi tiêu hợp lý và không phung phí đồ ăn ạ. Về điểm yếu của em thì em cũng hay quên những thứ linh tinh, như là lâu lâu em cũng có bỏ quên chìa khóa trong cốp xe. Có vài lúc thì em khóa cửa, em bóp ổ khóa rồi em mới nhớ là chìa khóa em bỏ trong nhà. Nếu mà nói về tìm đồ thì mẹ anh là rất là giỏi về rồi đấy. Thì anh cũng thực sự là cũng hay rất quên, nên em yên tâm ạ. Dạ vậy thì em yên tâm ạ. Em gái đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua một mối tình chính thức khoảng 1001 đêm ạ. Dạ vào khoảng 3 năm ạ. Quen nhau lâu thì nó cũng xảy ra cãi nhau nhiều chuyện ấy ạ. Trong đó có chuyện là bạn ấy dẫn em về nhà, nhưng thấy em cũng nhỏ nhỏ nên mẹ bạn có câu hỏi là nhìn em nhỏ thế này thì liệu có sản xuất em bé được không ạ? Rồi em trả lời sao? Em bảo là lịch sử ngàn đời đã chứng minh rồi ạ. Từ đất nước Nhật Bản cho đến quê hương Việt Nam mình đây thì chỉ cần là người phụ nữ thì đều có thiên chức làm mẹ. Nhưng mà sau đó cũng có cãi vã gì đó, em có níu kéo nhưng mà không được nên cuối cùng đành buông ạ. Lúc đó em phải trả lời ngay với bạn ấy để về nói với mẹ bạn ấy là nhỏ con thì mặc nhỏ con vẫn đẻ ra con bình thường. Gì đâu mà. Rồi từ lúc chia tay bạn đó tới giờ thì có ai đeo đuổi mình nữa không? Xung quanh em thì cũng có nhiều bạn trai nhưng mà cũng chưa có quen được với nhau. Có anh thì ảnh cao đến 1m8 ạ, cao quá ạ. Có anh thì ảnh đẹp trai nhưng mà hơi lăng nhăng. Có anh thì lúc mà em vào phòng chơi thì lông tay, lông chân nó rụng đầy phòng ấy ạ. Cái gì rụng đầy phòng? Dạ lông tay, lông chân á, em thấy... Thấy lông chân, lông tay, lông chân rụng đầy phòng. Chào cô, cô khó quá, tôi có lông rụng kệ ta. Nhưng mình phải dọn cho nó sạch đấy à. Trời ơi. Phải lông tay lông chân người ta không? Nhiều khi ta nuôi chó nuôi mèo vậy, lông chó lông đồ vậy. Ở trong phòng không có nuôi động vật mà em thấy trong phòng tới 5 bạn nam. Sao nhiều khi biết? Lông của mấy bạn kia sao? Nhưng dạ. Mà tại lúc đó em nhìn thấy như vậy em sợ quá em chạy luôn à. Trời ơi, coi đi kiểm tra đây có lông không? Em là nhà no luôn á. Không có lông luôn hả? Dạ, mẹ em nói thẳng. Bạn ở đây trống lỏng không có lông được chưa? Không có lông ạ. Em nghĩ là con người thì chắc ai cũng có lông. Bỏ qua vấn đề lông này đi ha. Con gì đúng mà rồi. Không có lông. Trời ơi thiệt cô này.
Thôi mệt quá, đừng có, chị nói chuyện có Long nữa được không? Đúng là nhỏ con thiệt á. Nhưng mà sao khó quá? Dạ không, em cũng dễ mà, tính em dễ lắm. Choáng lắm rồi đó. Thực sự thì em cũng không thích bạn nữ có nhiều lông. Bạn nữ có nhiều lông. Bạn nữ có nhiều lông. Dạ, thôi bỏ cái vụ lông đi. Trời ơi, nói cái chuyện khác dùm cái đi. Dạ. Em thì cực kỳ ít luôn ạ. Trên bàn tay của em hình như là không có lông luôn ạ. Đúng rồi, tay nhiều lông quá thì nhiều khi cũng anh cũng hơi sợ. Trời đất ơi. Rồi có lúc bạn sẽ thấy lông nó giá trị như thế nào. Dạ, muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào nè? Từ 1m55 lên, thân hình thì nhỏ gọn, nói chuyện thì nhanh nhẹn, lăn lợi, biết cách giao tiếp, thích trẻ con, tại em cũng rất là thích trẻ con. Nãy giờ em thấy cô kia đáp ứng nhu cầu của mình không? Cách nói chuyện thì miền Trung thì cũng gọi là văn thơ thì cũng lai láng, giao tiếp được, tốt. Về cái vui tính thì em thừa cái vui tính luôn anh. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Vì em cũng hơi nhỏ nhỏ nên em cũng muốn tìm bạn trai cao cao to to xíu ạ. Khoảng cỡ dưới 70kg là được ạ. Người không hút thuốc và không có tiền sử hút thuốc ạ. Dạ em có tiền sử hút thuốc chứ. Vậy khả năng bỏ thuốc như thế nào anh? Quan trọng là cái người mà yêu cầu anh thôi, quan trọng như thế. Rồi còn gì nữa không em? Nhậu ít thôi ạ. Nhậu ít thì đôi lúc này em còn đỡ cho được, khi nhậu nhiều quá em đỡ không nổi ạ. Em không thích bạn trai sâu muối ạ. Tại thường mấy bạn sâu muối hay muối. Thích mấy bạn nữ như người mẫu ạ. Dạ anh chào chị. Rồi à. Chào em, dạ. Trời đẹp trai dễ thương dạ. Quá. Cảm ơn. Có sâu muối không em? Dạ em có một muối thôi ạ. Em có chung thủy không? Em chưa có người yêu nên em chưa biết được. Với lại bây giờ cái sự chung thủy phải nói là từ hai bên. Nhiều khi em cũng chung thủy nhưng mà bạn ấy không chung thủy thì em cũng bó tay thôi. Em có tật xấu gì không? Hiện tại mình còn ngủ với mẹ. Dạ. Nói chung chừng nào có vợ em ngủ vợ là em hết ngủ với mẹ. Cái đó đâu có gì đâu tật xấu. Thực sự em cũng chia sẻ về vấn đề ngủ với mẹ này. Lúc trước em cũng ngủ riêng nhưng mà có một thời gian thì ba em mất ấy, thì mẹ cũng vào một cái giai đoạn gọi là bị trầm cảm gì chết. Trải qua được mấy năm trời ngủ với mẹ này. Bây giờ nhiều khi muốn dứt ra cũng dứt không được. Ở nếu có vợ thì sẽ tất nhiên là ngủ với vợ rồi. Khi nào lấy được? Dạ tầm 3 tháng là lấy được rồi. 3 tháng nữa, đã chuẩn bị gì chưa? Dạ chuẩn bị thì có mẹ chuẩn bị hết rồi. Trời ơi cái gì dạ. Có mẹ chứ, mình không có chuẩn bị gì hết trơn hả? Em chỉ có trái tim chân thành là đủ rồi, em nghĩ là như thế. Trời đất ơi, đó em muốn lấy trái tim đó em lấy nha. Thôi bây giờ bạn gái đi với ai? Dạ em đi với em họ và những người bạn ạ. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em thấy anh cũng rất là dễ thương, tính tình cũng hiền, lễ phép ạ. Chị nấu ăn rất là ngon ạ. Anh được chị em nấu cho anh ăn thử thì đảm bảo là anh sẽ theo chị em về Quảng Ngãi luôn ạ. Bạn trai mình đi với ai? Hôm nay em đi với mẹ em và các anh chị. Dạ các anh chị đang ngồi. Chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường ạ. Dạ. Tôi là tên là Nguyễn Thị Đông, là mẹ của Nguyễn Mạnh Tú. Cảm ơn em. Giờ hai bạn gặp mặt nhau để chúng ta coi mình có nợ với nhau nữa hay không. Mở rào. Em bó hoa này. Dạ em cảm ơn. Anh có cảm nhận thế nào về em ạ? Khi mà nghe em nói chuyện ở trên sân khấu này thì anh cảm nhận thì em cũng đã có nhiều tâm tư. À anh có sở thích gì? Giờ sở thích của anh thực sự là chỉ biết ngủ thôi. Đi du lịch chẳng hạn rồi coi phim này. Hay là rap một vài bài vui vui rồi đấy. Thế thôi. Anh đã từng đi du lịch những đâu rồi ạ? Hiện tại em chỉ đi du lịch một vài nơi với gia đình thôi, là đi mấy cái đảo như dạng Bình Ba chẳng hạn. Có dịp em sẽ dẫn anh về đảo Lý Sơn ở quê em ạ. Hiện tại thì nó cũng hoang sơ nên cũng khá là đẹp. Em thích đi tới những nơi cũng gọi là lãng mạn như Sapa ấy ạ. Sapa đấy ạ. Em cũng thích tới Paris nữa. Nhưng mà mình lên Sapa thì mình có thể đi tới Paris trong giấc mơ cũng được. Rồi em nhắm cái tướng đó nhỏ nhỏ vậy rồi hỏi má mẹ coi là tướng nhỏ nhỏ vậy là có sanh em bé được không? Cái đấy là tùy vào tâm sinh lý của mọi người đó, không có chọn nhỏ hay lớn đâu ạ. Nó đang buồn quá, em hát sớm lên chút xíu. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh,
trên con ngựa rất thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa. Bà ngồi nghe Gabara chiếc xe đạp chóc sơn. Ông muốn tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm em ơi, giận nhau không nói một lời, chỉ vì không đẹp Facebook lộn lời ơi. Đang dễ thương mà. Rồi hai bạn nắm tay nhau, mình nghĩ cái gì mình nói cái nấy. Cho anh xin phép. Nói cái nào? Khi mà quyết định mà đăng ký chương trình này thì thực sự anh cũng rất là nghiêm túc, và lên đây để mong muốn để tìm được gọi là một người để gọi là yêu thương hoặc là để với nhau, thì mình cũng sẽ trân trọng cái điều đó. Làm bài rap cho bạn gái cho đây. Nghe nói là học rap hay lắm đúng không? Xin phép rap một bài vui thôi ạ. Rồi. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé. Nhà em có bán rượu không? Nhưng mà nào sao nói chuyện với em anh say quá. Có bán ạ. Có bán ạ. Vòng tay anh không quá lớn, đôi chân anh cũng không được quá dài, nhưng mà để ôm em hay chạy đến bên em thì việc gì anh cũng không ngại. Để ôm em hay chạy đến bên em thì việc gì anh cũng không ngại. Dễ thương quá. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Hả? Chị có bấm không? Chị có. Sao em bấm mình nhìn ai như vậy? Dạ không, em bấm mà sao em chưa thấy tín hiệu. Chắc là do nó hơi nhẹ nên em phải bấm mạnh thêm. Thôi nắm tay nhau đi. Hôn bạn gái đi em, kỷ niệm ngày đầu tiên mình gặp nhau. Đây là chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Tới đó xem phim để tìm hiểu nhau. Đây, gửi tặng cho hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantis với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Chưa hết đâu, nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, hai bạn sẽ nhận được một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua những cái sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Rồi, dạ, chúc mừng hai em. Rồi, đi đi em. Dạ, xin chào. Bẩm sinh luôn là em ăn chậm, ăn bữa cơm khoảng 1 tiếng. Trời đất ơi. Mình sẽ đút bạn ăn. Em với bạn đó không có, có duyên mà không có nợ với nhau. Em mong anh sẽ là người cuối cùng. Rất là dễ thương. Thưa quý vị, như vậy là một cặp đôi đã xuất sắc rồi. Họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tập đôi thứ hai nhé. Mời bạn nam. Rồi. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ rồi. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Anh xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả và xin chào bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Trần Việt Thu. Em 31 tuổi. Hiện em đang sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là kế toán. Thu làm kế toán. Dạ. Em xin giải thích thêm cái tên của em nha. Hồi xưa lúc mà mẹ em mang bầu em á, thì cứ nghĩ em là con gái và cũng thích là con gái, nên quyết định đặt tên em là Thu. Rồi do em sinh vào mùa thu á. Nhưng mà khi sinh em ra là con trai, nhưng mà vẫn quyết định giữ tên là Thu luôn. Nhưng bây giờ em là con trai hay con gái? Dạ tên Thu nhưng mà em rất men chị. Thu quê đâu Thu? Dạ em quê ở đây luôn ạ. À. Ở Sài Gòn luôn ạ. À. Rồi mời bạn gái. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh nhà kế bên và chào khán giả.
Em tên là Trương Kim Xuân, năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Vĩnh Cửu, Đồng Nai và em đang công tác tại khoa dược của một bệnh viện tại Dĩ An ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, hơi tham công tiếc việc một chút, nấu ăn được, nội trợ cũng ổn. Còn nhược điểm của em là do bản chất công việc nên em hơi nóng tính. Khi đói hoặc mệt đó thì em hay dễ nổi quạo lên. Và cái nhược điểm lớn nhất mà chắc bẩm sinh luôn là em ăn chậm. Chậm là chậm bao lâu? Ăn bữa cơm dạ, bao lâu? Ăn bữa cơm khoảng 1 tiếng. Trời đất ơi. Ăn tiếng mấy chén cơm em? Dạ, ăn tiếng chén thôi anh. Trời đất ơi. Bạn đứa ơi, có gì mình sẽ đút bạn ăn. Đút bạn ăn. Còn tắm thì em có thể tắm cả tiếng. Tắm 1 tiếng nữa? Dạ. Vì một ngày là em ăn 3 bữa cơm hết 3 tiếng. Tắm ngày tắm mấy lần? Tắm lần thôi chị. Tắm lần 4 tiếng rồi ngày ta rồi hết cái thời gian luôn rồi. Còn đâu nữa? Trời đất ơi. Rồi, còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là em không hút thuốc, không nhậu nhẹt, sống tình cảm lãng mạn. Còn nhược điểm của em là em trong công việc em là người khá lãng tính, là em cũng không giỏi giao tiếp với đông người lắm. Rồi bây giờ tình trường của hai em thì sao em gái? Dạ em có 2 mối tình và mối tình gần đây nhất là khoảng 3 tháng mà chia tay cũng gần nửa năm rồi chị. Quen dạ. Có 3 tháng à? Dạ. Vậy là cũng nhạt chứ cũng chưa có gì đậm đà sâu sắc. Dạ đúng rồi. Rồi vậy bạn trai thì tình trường sao? Em có 1 mối tình kéo dài khoảng 2 năm. Em chia tay cũng hơn 1 năm rưỡi. Lý do chia tay thì em nghĩ chắc là do em với bạn đó không có duyên mà không có nợ với nhau á. Nhưng mà tới duyên không có nợ là sao anh không hiểu? Tại vì lúc mà quen em á thì có người thứ ba á. Người thứ ba. Ai có người thứ ba? Bên bạn đó. Bạn đó. Nên bạn đó thay đổi rồi bạn đó chia tay. Mình thấy có lỗi gì trong cuộc tình đó không? Nhưng không, em rất là quan tâm bạn gái. Rồi, vậy tốt rồi. Thôi coi như không có, đúng là không có phận đi ha, có duyên có phận. Vậy em gái mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người cao 1m65 trở lên. Có luôn. Em cao 1m70 ạ. Được. Dạ, không quá ốm, cũng không quá mập. Được luôn, bên đây vừa vừa người. Rồi, đặc biệt là không hí, không hói, không hô luôn. Không bốn, bốn, bốn hờ dạ. Hí, hói, hô hôi. Dạ. Bên đây có hói đâu mà không biết ai hói. Mắt mới gì không thích bốn, bốn hờ đâu. Dạ. Mắt hí ta nhiều khi đẹp chứ bộ, dễ thương chứ bộ. Đúng. Anh nói ví dụ giờ em gặp một cái ông chồng đó, một người yêu đó, mắt người ta có hí, đầu người ta có hói, rồi á người ta có hôi 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 rồi gì đó, nhưng mà ta thương em, yêu em hết mực thì sao? Hí thì không khắc phục được, còn hôi thì em giải quyết được. Hí hả? Thì cắt mắt. Có gì đâu khó. Thôi để tự nhiên đi. Cái mắt hí đâu có phải quan trọng. Chứ cái hôi thì mình tắm rửa sạch sẽ thì nó hết hôi. Đúng rồi, chừng nào 3 ngày không tắm hết không hôi chứ. Rồi hói sao không thích? Hói là do suy nghĩ nhiều quá, tính toán nhiều quá mới hói à. Thì đúng đó. Rồi. Như vậy người ta suy nghĩ, người ta tìm cách nào để làm giàu cho chính mình rồi cho gia đình vậy tốt chứ. Nói vậy thôi. Chứ tình yêu đến rồi hả? Cái đầu trọc lóc cũng yêu luôn. Rồi, vậy thì em trai, mẫu người bạn gái lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em là bạn gái cao 1m55 trở lên. Rồi, có. Tóc dài. Có luôn. Tóc dài luôn. Cá tính năng động. Rồi. Nhưng mà vẫn giữ được nét dịu dàng của người phụ nữ. Rồi. Mít ướt tí thì càng tốt. Anh khỏi lo, em nhão lắm. Rồi, còn gì nữa không? Lại biết sống, biết quan tâm mọi người xung quanh. Rồi. Dạ, vậy hết ạ. Ôi, vậy quá dễ dàng, đâu có gì khó đâu. Được rồi, để qua coi. Nếu mà được thì khi nào em muốn tiến tới hôn nhân? Dạ, em đã chuẩn bị hết rồi, thì có thể năm sau ạ. Năm sau? Lấy nhau về mình sẽ sống ở đâu? Do là em đang ở với ba mẹ em á, thì anh trai em đã lấy vợ và ra riêng rồi. Thì em sẽ hy vọng là bạn nữ sẽ chịu ở chung với ba mẹ em. Nhìn cái tướng này thì ngon lành, tôi không cần phải bắt cái hít đất kiểm tra gì đâu. Thấy được đó. Dạ. Chị thấy ổn đó, hợp xứng đôi á em. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ em đi với ai nè? Hôm nay thì đi với ai? Em đi với ba em và các chị đồng nghiệp á. Kính chào hai MC Quyền Linh và dạ. Chị Cáp Tường. Kính chào các quý vị khán giả ở trường quay. Cháu chào bác ạ. Chú thấy con rể tương lai thì sao? Ưng ý không? Dạ ưng ý. Nếu mà hồi ở chơi đàn coi sao chứ tôi là... Tôi dạy đàn guitar này. Chết chưa. Múa rồi qua mắc thợ rồi. Tôi dạy organ guitar. Đó. Dạy vẽ. Thì thôi thì về nếu mà được á, thì về làm đệ tử cũng được có sao đâu. Dạ. Bác ơi con mới học đàn có mấy tháng nên có gì chút nữa bác chăm trước giùm con nha. Dạ. Quéo liền, quéo liền. Cảm ơn bác. Chú. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với một đứa em trai đồng nghiệp ạ. Dạ chào.
chào cô. Dạ, con chào bác. À, chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Cháu Việt Thu tên, tuy là tên Việt Thu nhưng mà cháu rất là mạnh mẽ. Dạ. Dạ, cháu rất là hiền, thật thà. Đi làm về là ở nhà phụ việc với cha mẹ thôi. Còn cháu gái bên này thì tôi thấy cũng dễ thương, cũng hiền. Dạ. Thì cô cũng thấy là hai cháu cũng có những điểm tương đồng. Thì cô mong rằng hai cháu hãy có cơ hội đến với nhau để tìm hiểu, để mà tiến đến hôn nhân. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Bây giờ mở hàng rào lên cho hai bạn gặp nhau trực tiếp ha. Rồi lát muốn đang nôn nao, muốn thưởng thức mở món, rào. Đàn, món đàn của anh bên đó nữa. Thì đến chương trình hôm nay thì anh cũng có hai món quà tặng em. Đầu tiên là Doraemon. Dạ. Thì đó cũng là biệt danh của anh. Dạ. Thì còn cái bông hồng này á thì anh tự làm. Nó dạ. không có gai. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ đóng vai trò là cũng những cái gai đó để là người bảo vệ che chở cho em. Dạ, dạ. Em cảm ơn. Dạ. Ồ, bông tự làm hả? Em có món quà này nè. Là ba em làm á, em gửi tặng cho anh. Còn cái trong đây nó có một cái đơn thuốc là em tự tay soạn ra. Thằng nếu mà sau cái quyết định á thì anh có thể tiền vào tên tuổi. Anh cảm ơn em. Xem trước đi. Con đọc đi, đọc đi. Bệnh viện tâm lý khoa tình yêu, đơn thuốc, tên bệnh nhân Lê Trần Việt Thu, 31 tuổi, triệu chứng lúc vui lúc buồn, tim đập nhanh, chuẩn đoán rối loạn nhịp tim, rối loạn cảm xúc. Phương pháp điều trị: 1. Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim tăng cường gặp Xuân Dược 3 lần một tuần. Thuốc chống buồn: gọi hoặc nhắn tin cho Xuân Dược 2 đến 3 lần một ngày. Thuốc tăng lưu lượng tình cảm: cùng Xuân Dược đi chơi, đi ăn một lần một tuần. Dặn dò: nếu có gì không bình thường phải nói và không được giấu giếm. Nếu phát hiện sẽ bị ngưng điều trị ngay. Xuân Dược là tên bạn gái đó, nhớ không? Dạ. Hôm nay anh cũng tặng em một bài đàn nhạc của bài Lời Yêu Thương. Dạ. Lưng đau gầm gặp em trên phố, anh ngần ngờ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên, quên đi tất cả. Đợt sao tôi nghe tiếng đờn như vậy? Em. Nó không dám đờn, thấy sư phụ đàn, ngồi kia. Không nghe tiếng đàn, nghe vỏ vỏ, vỗ vỗ không vậy? Đàn mạnh lên coi. Anh muốn đừng cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ấm nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Trời ơi. À? Cảm ơn anh. Đường cất cây đàn cho để hồi sư phụ lên tịch thu cây đàn. Hồi nãy anh nghe em nói là một ngày anh khoảng mất 4 tiếng để ăn với tắm rửa. Thì em có thể bớt đó thời gian để mình có thể nhiều thời gian hẹn hò không? Dạ cũng được chứ anh. Nếu như mà anh chịu khó nhường em một chút xíu, ví dụ như là ăn thì đừng có ăn trước em, chờ em ăn với thì em sẽ ăn cùng anh. Em có thích người lãng mạn không? Dạ có chứ. Anh lãng mạn được bao nhiêu phần trăm? Nói chung này bí mật được không? Nếu mà anh với em ăn nhau thì anh sẽ có những cái kỷ niệm món quà lãng mạn cho em. Đến hôm nay thì Ti không phải là người đầu tiên, nhưng em mong anh sẽ là người cuối cùng để cùng em đi tiếp những con đường còn lại nhé. Anh cũng hy vọng là chúng ta sẽ có duyên và có nợ với nhau. Dạ, cảm ơn anh. Ngọt ngào quá nè. Không cần hỏi gì thêm. Đúng chưa rồi. Nghiên cứu gì hết mới nhìn thôi là coi như cái gọi là để tí xét ái tình hả? Bây giờ nói thiệt lòng đi. Mình thấy cái người đối diện đó, mình cảm giác trái tim mình giờ làm sao? Tim hơi đập mạnh tí anh. Em có thuốc chữa cho anh rồi đó. Thích. Dễ thương quá, được rồi đó. Anh thấy cặp này rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào đó. Cho em một câu chốt được không anh Quyền Linh? Hả? Em có muốn một chốt với bạn nữ không? Được. Người ta nói nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Dạ. Còn muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau. Dạ. Thì anh hy vọng anh và em sẽ cùng nhắm tay nhau đi. Dạ. Trên chung một con đường. Dạ. Và anh hứa là anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em. Hôm nay có anh Quyền Linh với chị Cát Tường cùng khán giả chứng kiến cái này thì anh nhớ thực hiện nha. Ok. Dạ. Rồi. Hay quá. Nào để tay bấm đi, hai bạn làm thủ tục đi. Chiếc cặp này là ngọt ngào lắm rồi đó. 1 2 3. Nhanh lẹ. Chúc mừng hai bạn. Nào. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn.
Thì chút là ký vô cái giấy này nha. Viết tên ký vô ha. Viết tên. Tên gì viết vô. Viết đúng tên thiệt nha. Rồi. Tiệt. Thu. Thu. Đúng rồi. 31 tuổi. Dạ. Tôi đã đọc và đồng ý. Có lăn tay không anh? Giống như công chứng vậy đó. Ký tờ, ký tên vô anh. Đó. Rồi đây. Dạ rồi. Gửi cho chú. Con gửi tương lai nó đã ký rồi chú nha. Chú giữ cái này làm bằng chứng. Dạ. Chúc chú sẽ mau có cháu. Dạ. Dạ. Rồi chúc chú khỏe nha. Rồi xin phép bác trai hôn bạn gái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt nào. Xin phép bác hôn em. Tự nhiên. Rồi, tự nhiên. Rồi chúc mừng hai bạn. Quá đã. Đây những thuốc nha. Rồi. Chúc hai gia đình sẽ sớm có dâu hiền rễ thảo. Dạ, mời hai bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là hôm nay hai cặp đôi cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau. Và quý vị hãy nhanh tay đăng ký chương trình nếu chúng ta còn cô đơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng TV, UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị hãy theo dõi chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Có thể theo dõi lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Và đừng quên nhấn subscribe. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Em năng động, em sống lạc quan, em có thể hát, em có thể làm MC, em có thể pha chế. Mình trẻ thì mình vui vẻ, mình đẹp đẽ thôi. Nhưng mà nhiều người tại nhìn mình nó là cảm nhận mình không chững chạc. Em thích một cô gái cao 1m50 đến 1m60, tóc dài thì quá tốt. Về tính cách á, thì em thích một người con gái có sự đồng cảm, có tính tự lập. Cô gái ấy nên trung thủy và trung thực. Đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.